Xin chào các bạn, hôm nay là bác sĩ Ngọc cũng như là phòng khám bác sĩ Ngọc có một tin vui là cái quỹ mà sẽ giúp đỡ cho các em bé bị ung thư mà đang bệnh viện ung bú á, mà bác sĩ Ngọc có định là khởi động mấy ngày trước á, là đã có một người hưởng ứng. Thì cái quỹ đó lần đó các bạn nhớ không, là bác sĩ Ngọc nè với lại hai người bệnh nhân mà được chữa hết bệnh, đó là anh Trung Dũng với chị Chi và vợ chồng của em Lệ Giang, thì có ủng hộ quỹ để giúp đỡ cho các em. Thì sau đó thì có một bạn trai thanh niên trẻ có nhã ý muốn là sẽ đồng hành với cái quỹ nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ nói quỹ thì nó cũng hơi to tát, nhưng mà mình không có từ nào hay hơn để nói, một cái quỹ nhỏ nhỏ thôi là sẽ giúp đỡ cho bệnh nhi hoặc là bệnh người lớn mà đang điều trị ung thư ở bệnh viện á, tức là một phần thôi, mình sẽ giúp họ một phần nào đó để cho họ đỡ vất vả trong cái công cuộc điều trị của họ, những hoàn cảnh khó khăn, để cho giúp cho họ là sớm hoàn thành cái việc điều trị để được về nhà với gia đình. Thì bây giờ là anh bạn của mình thì rất là ngại xuất hiện trước cái camera, cho nên thôi mình nghe tiếng của ảnh đi ha. Rồi em dự định là em sẽ hỗ trợ như thế nào, em có thể cho chị biết không? Dạ, thì nói chung là em cũng biết bên phòng khám của mình qua kênh TikTok. Dạ, thì em thấy bên mình là cũng chia sẻ nhiều thông tin, nó cũng hay á, bổ ích cho mọi người. Với lại qua mấy clip của chị làm á, em thấy thì ví dụ như có thể là đưa tới cho những bệnh nhân mà từ lúc người ta đang hoang mang hoặc mắc nhà, có thể là người ta mắc những cái bệnh đó, người ta có một cái nhìn khách quan hơn, và người ta yên tâm hơn á, thì em thấy nó cũng rất là ý nghĩa. Và em thấy nói chung là chắc cũng là duyên thôi. Cũng là duyên là em xem những clip của chị thì em thấy nó cũng gần gũi, cho nên là em cũng muốn tìm và thấy trên Facebook á, thì chị có post cái bài về cái mà thành lập có cái quỹ nhỏ nhỏ để hỗ trợ mấy em á, thì em cũng muốn đóng góp một phần nào đó. Thực ra là cái này em cũng muốn làm lâu rồi, nhưng mà cũng chưa có gì và cũng chưa kết nối được cái người nào mà kiểu là có duyên á để làm. Vậy là hên. Vậy là quỹ của bác sĩ Ngọc hên. Nói vậy nè các bạn ơi, bác sĩ Ngọc hay làm những cái clip về giải thích tường tận bệnh lý. Mà những cái điều đó các bạn đi vô bệnh viện ung bú thì các bác sĩ không có thời giờ để mà giải thích. Thành thử ra đó, bác sĩ Ngọc cũng hay được bệnh nhân tới ủng hộ và cũng có tặng quà lì xì. Đó thì những cái khoản tặng đó từ rày trở đi thì bác sĩ Ngọc sẽ để vào trong cái quỹ của để giúp đỡ bệnh nhân khó khăn đang điều trị ung thư ở bệnh viện ung bú. Rồi thì cũng như là những cái khoản mà bệnh nhân hậu tạ vì đã được giải thích và được giới thiệu đúng bác sĩ đó, bác sĩ Ngọc sẽ đưa vô cái quỹ đó luôn. Và tôi vẫn cần sự đồng hành của một số người nữa. Các bạn nên có thể nói là như thế này, nếu mà cái quỹ mình nó nhỏ đó thì mình sẽ giúp không được nhiều, nhưng mà nếu cái quỹ mình nó rộng hơn, nó lớn hơn thì mình sẽ giúp được nhiều hơn. Thì hiện giờ cái quỹ á thì nó cũng hơi nhỏ nhỏ đó, thì sẽ là tập trung vào vấn đề là mình siêu âm và mình làm xét nghiệm máu cho những cái chỉ định bệnh nhi hay là bệnh nhân ung thư người lớn ở bệnh viện ung bú, đưa chỉ định qua đây thì sẽ hoàn toàn không có thu phí. Và cái việc này thì tôi sẽ liên hệ với khoa, bởi vì chỉ có khoa mới nắm được là hộ nào, gia đình hoàn cảnh nào là khó khăn thôi, thì cái quỹ sẽ trích ra. Nhưng nếu mà cái quỹ của chúng ta nó rộng hơn nữa, nhiều bạn ủng hộ, nhiều bạn đồng hành hơn nữa, thì có thể chúng ta sẽ là có kiểu như là có nhà để cho bệnh nhân khó khăn, người ta có nơi ở, ta không có phải ở lây lất ở ngoài vỉa hè. Các bạn thấy không, vô bệnh viện ung bú là các bạn thấy là các bệnh nhân là nằm tràn ra vỉa hè luôn, thậm chí là vỉa hè ngoài đường luôn, là nằm luôn, rất là tội nghiệp. Hoặc là cái quỹ mà to hơn chút xíu nữa thì chúng ta có thể là ủng hộ tiền mổ hoặc là toa hóa trị hóa chất cho các bệnh nhân nghèo. Thì hiện giờ ha, cái quỹ của chị em mình nó còn nhỏ như vậy đó. Thì chỉ có thể là tôi sẽ nói chuyện với khoa
để mà nhận những cái giấy chỉ định và những cái chỉ định từ bệnh viện qua mà thật sự là bệnh nhân khó khăn, mà mình chỉ mới giải quyết được vấn đề là siêu âm và làm xét nghiệm máu thôi, hoặc là những cái đơn thuốc đơn giản thôi, chứ còn chưa có dám hứa hẹn gì to tát hơn. Rất là cảm ơn em. Thì nói chung là bây giờ cố định á, thì mỗi tháng em sẽ gửi cho bên cái quỹ của mình là khoảng 10 triệu để có cái kinh phí duy trì những cái ca bệnh như chị vừa nói. Nếu mà có những ca nào hoàn cảnh khó khăn mà đặc biệt á, cần hỗ trợ gấp thì chị có thể liên hệ cho em có thể hỗ trợ mà những ca đó tức thời. Thì tùy, thực ra là em cũng không có nhiều, nhưng mà mình cứ mỗi người góp một ít thì mình sẽ có một cái rất là lớn. Thì rồi các bạn có nghe rõ ảnh nói không? Tức là từ nói chung trong lúc này thì công việc ảnh đang ổn định, thì ảnh sẽ ủng hộ cái quỹ của phòng khám, quỹ của bác sĩ Ngọc là 10 triệu một tháng. Như vậy là các bạn có biết là như vậy mình đã kiểm tra, mình đã siêu âm được bao nhiêu như bệnh nhi một tháng không các bạn? 10 triệu là mình đã khám siêu âm được cho 100 bệnh nhi. 100 bệnh nhi cộng với lại số lượng mà của bác sĩ Ngọc cũng để vô nữa, cộng với lại cái chi phí khám là cũng sẽ rẻ hơn là chi phí bình thường nữa. Thì như vậy thì có thể là mỗi tháng hiện giờ là cố gắng mình có thể khám được 100 bệnh nhi. Rồi, để cho các bạn em bé đó được sớm điều trị xong bệnh và về với gia đình vui vẻ. Thì vậy là các bạn ở trong bệnh viện ung bú á, nếu như bạn nào đã từng đi khám bệnh viện ung bú là các bạn biết cái phòng siêu âm, cái khu vực siêu âm là cực kỳ bắt chờ lâu nhất là cái khu vực siêu âm. Cái đó là từ giống như là cái truyền thống của bệnh viện ung bú rồi. Cứ bảo liên quan tới bảo hiểm một cái là chờ ít nhất là từ 3 ngày đến 1 tuần mới tới cái lượt mình siêu âm. Rồi thì nếu như vậy, nếu mà với cái quỹ này á, hiện giờ bạn trai đã giúp đỡ cho chúng ta một mạnh thường quân nhỏ nhỏ đã giúp đỡ cho chúng ta, như vậy là chúng ta đã giải quyết một tháng được 100 bệnh nhi có thể là về sớm rồi đó các bạn. Thì cho nên là cái quỹ vẫn cần sự đóng góp thêm từ các bạn. Rồi em có vấn đề gì em dặn dò chị không? Dạ không, nói chung là em cũng rất là vui là được tìm được người kết nối mà mình, thứ nhất là mình thực sự tin tưởng, thứ hai là những người kết nối mà người ta tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân á, để mình có thể là gọi là không có trực tiếp mà kết nối trực tiếp với bệnh nhân, nhưng mình cũng có đóng một khoản nào đó để giúp mọi người. Thực ra trong cuộc sống này là cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất là nhiều. Em thì xưa nhà em cũng đi lên, từ ba mẹ em cũng làm nông đi lên cũng cực lắm. Cho nên là em hiểu những cái hoàn cảnh đó. Cho nên là khi mà mình cảm giác mình có điều kiện hơn á thì em cũng muốn giúp đỡ nhiều hơn. Mình nghe những lời ảnh rất là có ý nghĩa ha. Thì mình nói về một chút về tâm linh một chút là như vậy nè các bạn. Tức là nếu mà mình giúp đỡ một ai đó để người ta điều trị cái bệnh ác tính thì cái khả năng mà mình sẽ bị bệnh ác tính nó sẽ giảm đi. Thì cái đó là người ta không thể nào giải thích được tại sao. Thì khi nào mà tôi có thể được giải thích được cái điều đó thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe nha. Nhưng mà tôi tin điều đó, cho nên các bạn hãy cứ mạnh dạn lên và tin tưởng lên. Bác sĩ Ngọc sẽ lập một cái group, trong đó group gọi là group quỹ từ thiện, thì dành cho những người mà đóng góp vào trong quỹ, để mà mình sẽ theo dõi cái số tiền dao động ha các bạn ha, và cái số lượng bệnh nhi và bệnh nhân ung bướu mình được giúp đỡ, tất cả đều up trong group đó hết. Rồi rất là cảm ơn em. Rồi thì vậy nha các bạn, hôm nay bác sĩ Ngọc rất là vui. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp bạn ở các clip khác nha.